Con này, mày lại đây ngay cho tao. Chưa nắng nóng làm gì mà ồn thế không biết. Không cho anh ngủ. Mày dám cãi không hả? Anh ơi, anh tha cho em với. Em thề là em không có làm ạ. À, con này láo. Bây giờ tao nói mày có nghe không? Em xin lỗi mà. Không chịu đổi với nhà này nữa. Đứa nào xen vào chuyện gia đình không? Là tôi. Có chuyện gì thì đàng hoàng nói. Sao lại đụng tay đụng chân vợ mình như vậy hả? Nó là vợ tao. Nó đi ngủ với Giai thì tao dạy nó. Làm sao? Anh có bằng chứng không mà bảo vợ mình đi ngoại tình? À. Anh kia. Mày đứng đây làm cái gì? À, đi ra đây. Không phải sợ. Tôi sẽ không để hắn đụng đến cô đâu. Bây giờ hai đứa chúng mày còn tăng tịu nhau trước cả mặt bố mày à? Hả? Đứng lại! Đi đâu? À, anh ơi! Cẩn thận đây! Cô lo cho hắn ta à? Lo cho mình trước đi! À. Một chút nữa sắp xong rồi. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Mà sao phụ nữ các cô cam chịu thế? Bị đánh như vậy mà không phản kháng à? Đấy là chồng của tôi. Đấm cho mấy cái chứ, nói tiếc cô đâu. Không thắng được thì cũng đừng để mình bầm dập như vậy chứ. Tính tôi thẳng, cô đừng có để ý nhá. Không sao, anh cũng như là anh trai của tôi vậy. Sao rồi đấy? Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Mà cô và anh ta cũng chưa có con. Sao cô không bỏ quát hắn đi? Sao thế? Hắn uy hiếp cô à? Không. Bình thường anh rất tốt với tôi. Chỉ là có bia rượu vào hơi cao một chút thôi. Nó mà thương cô thật thì đã chẳng như thế. Cô không thương mình thì cũng phải thương bố mẹ mình chứ. Bây giờ chưa có con, cô còn có thể quay đầu đấy. Cảm ơn anh. Tôi biết là anh muốn tốt cho tôi. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ có một ngày chồng của tôi thay đổi. Bình thường anh ấy là một người rất lương thiện. Thôi, chuyện gia đình cô, tôi chỉ nói như vậy thôi. Đi, tôi đưa cô về. Thôi, không cần đâu. Tôi tự về được rồi. Để anh ấy thấy anh đưa tôi về lại không được hay cho lắm. Ừ. Tôi xin phép, tôi về trước đây ạ. Ừ. Đúng là phụ nữ, hơn nhau ở tấm chồng. Chồng ơi! Chồng ơi! Anh bị làm sao thế này? Anh tỉnh lại đi! Anh ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh đừng có làm em sợ mà! Anh đừng có bỏ rơi em một mình mà. Anh ơi, có ai không? Cứu chồng tôi với. Đúng rồi, tìm anh Hùng. Mình phải tìm anh Hùng. Sao vậy? Huy nó là anh cô à? Không được rồi. Anh mau sang đi. Chồng em có chuyện rồi. Anh mau cứu chồng em với. Anh ta thì có chuyện gì? Lại đi gây sự bên ngoài rồi bị đánh cho cái gì? Không kịp rồi. Anh đi mau, nhanh lên, giúp chồng em. Tôi gọi xe cấp cứu rồi. Họ sẽ tới ngay thôi. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh đừng có bỏ em ạ. Anh đừng có chuyện gì anh nhá. Anh tỉnh lại đi. Cô đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu. Mà cô đừng giữ chặt như vậy, phải để người bị ngất ở nơi thoáng chứ. Tôi phải đi
cùng anh ấy. Nước. Nước. Sao mình lại nằm ở đây thế này? Anh xin lỗi vợ. Anh nói nhỏ vậy cho anh nghe. Để vợ mình tỉnh dậy rồi nói cho cô ấy nghe đi. Anh. Mày. Sao mày ở trong nhà của tao? Thì tôi giúp. Đi ra khỏi nhà của tao ngay. Mày, cút, cút ra. Tao khốn nạn này. Mày đã đánh vợ mày nữa hả? Đúng rồi đấy. Đây là vợ tao. Tao thích làm gì đấy là quyền của tao. Đừng có mà chõ bom vào. Hai đứa chúng mày, nhân lúc tao không tỉnh táo, dẫn nhau về đây hú hí à? Chúng mày được lắm. Út ra, đi ra. Mày rượu bia là mày ngu đi rồi. Mày nhìn đi, chân của vợ mày, chỉ vì mày bị ngộ độc rượu mà cô chân trần chạy khắp nơi cầu cứu. Hai ngày hôm nay cô ấy không ngủ rồi, chăm mày từ bệnh viện đến về nhà. Mày tỉnh dậy mày không cảm ơn cô ấy một câu đàng hoàng, bà đánh người tao rồi. Loại như mày, đúng là tao không nên cứu mày mà. Loại mày, làm sao mà biết sự yếu sinh người khác là như thế nào? Anh Hùng! Thôi, em để anh ấy đi đi. Anh là một thằng khốn nạn. Anh là một thằng khốn nạn! Anh! Không đâu. Anh rất là lương thiện mà. Tao hỏi hết anh em bạn bè rồi, không ai còn tiền cả. Thôi không phải hỏi nữa, số nợ còn lại tao tự gánh. Không sao đâu, mày còn Linh mà. Làm sao mà tao có thể kéo Linh vào chuyện như thế này được? Tất cả là tại tao dại dột. Nếu mà ngay từ đầu, lúc bắt đầu kinh doanh, tao tìm hiểu về phía đối tác kỹ hơn ấy, thì đã không đến mức để người ta lừa đến mức trắng tay như thế này. Nhưng mà từng đấy số nợ thì mày phải làm sao? Mình tao chịu, tự làm tự chịu. Nhưng mà chỉ khổ cho Linh thôi. Có lẽ nếu mà tao bỏ cô ấy, sẽ có người khác tốt hơn. Cũng chỉ vì một lần kinh doanh thất bại mà anh hèn nhát, anh tự ti đến cái mức chỉ biết mượn rượu để trốn tránh đi hiện thực, rồi lại còn chút giận lên cả em nữa. Anh cứ nghĩ là anh làm như vậy thì em sẽ chán ghét anh rồi bỏ anh đi cho đỡ khổ. Nhưng mà em vẫn ở đây bên anh. Anh xin lỗi. Từ trước đến nay anh đã không suy nghĩ kỹ nữa, để em phải chịu khổ quá nhiều rồi. Em không sao. Em tin là anh sẽ thay đổi mà. Em không sao đâu. Sao anh lại làm cho em khổ như thế này chứ Linh? Anh thật sự rất là xin lỗi em. Có em ở đây rồi mà. Anh mau ăn chút gì đấy đi, không tụt huyết áp đấy. Đây là... Vâng, là anh Hùng nấu đấy. Từ lúc mà anh xảy ra chuyện, lúc nào anh cũng đi theo hai vợ chồng mình để giúp đỡ. Anh ấy tốt lắm. Hùng quả là một người lương thiện. Vợ ơi, đá đến rồi đây. Nhem nhuốc hết cả rồi đây này. Không sao, anh chỉ lo vợ của anh mệt thôi. Cái này nhằm nhò gì.
Mấy cái chuyện nhỏ này em làm được. Em thấy anh đi làm về đã mệt rồi, lại còn phải chạy ra đây phụ giúp em nữa. Bà đừng lo. Anh khỏe như trâu ấy. Đây này, thấy chưa? To chưa? Dọn hàng à? Có bán không? Dạ còn anh ơi. Anh ngồi đi. Lâu không gặp, hai vợ chồng dọn này chăm chỉ quá nhở. Anh muốn gì? Cho anh một chai trà xanh đi. Ê, vợ cứ để anh lo. Của anh đây. Hết bao tiền hả ông chủ? À, cái này miễn phí. Miễn phí? Thay cho bát cháo. Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi phải đi đây. Chúc hai vợ chồng thành công nhá. Cảm ơn anh. Đúng là một con người hoàn hảo vậy nhỉ?